Miễn là em có tiền tiêu, đồ gì cũng được. Anh điêu ngang chừng, cháu nhận đi mắt cầm cầm không dài cũng bự, chỉ mừng nắm tay tám chặt cứ thế thì gì ai gì ai như anh phải bà gì nay cũng đà đúng thời kéo thả na bà. Á lồn trận mắt gì đà gì na tuyệt vời, cháu cũng có chú một thời, phúc gì lớn lắm mới vời được con, gì đi khắp thiên hạ chỉ do nhận làm gì cháu trông nom cửa nhà, thắp hương dì khấn ông bà cũng đừng chứng giám, con là con ngoan mấy lời dì bạch thở than, tuy rằng mang cá lại toan đúng bài chú rể giữ em để xài, cho nên hắn cấm người ngoài yêu em, thiên hạ hàng xóm hàng phố lý gian, bởi vì hắn có que kem bốn mùa chính hắn cũng hay chơi bừa chơi chùa, anh nuôi cháu nhận cũng bàn thế thôi. Na nô na tiền Việt của tôi chồng hờ thu cấp khi vơi khi đầy, biết bánh tại một tiền này chúng ban cho những nghiệp may đủ đủ no, hết tiền chồng ở lại cho anh nuôi chấp nhận mặt mo ăn đầy, nói xem với hàng xóm đây để dành để cũng tiến này khu tê lúc nhiều cũng thấy ok, thoát làm trao được đã vô chúng cần chồng mông ngất cẳng cúi cúi đầu ngựa dày gió xéo nồng sầu nhựt tươi non sân si số phận kêu ngươi họ coi như giống rưỡi ơi giữa rừng, thế thấy nặng túi là mừng thương cha em thương mẹ chẳng ngưng kiếm tiền, sinh ra con trắng con hiền thông minh hiếu học đậu niền đậu niền đậu duyên ba bằng đẹp như tiên nữ
thì rằng đảm đang việc nước, cũng đang việc nhà, chồng con hạnh phúc an hòa. Nói thì hay đấy, nhưng mà thì thôi, an tâm an nát tôi bời.